What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Như mình đã hứa thì hôm nay mình sẽ cùng cho anh em xem cái phiên bản mới nhất của thằng Funland, đó phiên bản 2019. Vậy cái phiên bản này nó có khác gì so với phiên bản 2018 mà nó phải chia ra thành hai dòng 2018 và 2019. Trước đây thì còn có phiên bản 2017 nữa, tức là bản SM680R á, nhưng mà bây giờ nó đã đổi hoàn toàn thành M87S rồi. Ok, let's go. Mình sẽ cùng cho các anh em xem nhé. Rồi về cái phiên bản 2019 này thì nó sẽ giống như hoàn toàn với phiên bản 2018, chỉ khác có duy nhất một điểm thôi, đó chính là cái bộ keycap. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trên, các bạn có thể nhìn thấy là cái bàn phím này nó được trang bị một bộ keycap mới. Nó sẽ có cái phông chữ khá là nhỏ nhắn, xinh xắn hơn rất là nhiều đối với lại cái bộ keycap cũ. Cái bộ keycap cũ thì nhìn nó khá là tàu. Còn tuy nhiên thì cái bộ keycap mới này thì nhìn nó đẹp hơn. Cái bộ keycap mới này thì nó sẽ được làm double shot và cái nhựa của nó khá là dày. Cái lớp ở phía trong thì nó sẽ được làm dày tràn ra tới ngoài viền luôn. Và đồng thời các cái ký tự của nó làm cũng rất là nhỏ gọn và chính xác. Nói chung là nó đỡ tàu hơn rất là nhiều. Đây là một cái thay đổi khá là nhỏ nhưng mà ảnh hưởng cũng rất là lớn đến chiếc bàn phím đó. Ngoài ra thì chúng ta nhìn ở bên cạnh, bên hông của những cái bộ keycap này thì nó sẽ được phủ một cái lớp bóng mượt như thế này. Còn phía trên thì vẫn là một lớp nhám. Cho nên khi các bạn nhìn vào cái bàn phím mà nhìn nghiêng như thế này thì cái hiện tượng đèn LED nó phả vào trong những cái bên cạnh của bộ keycap nhìn khá là lung linh. Đó. Và khi mà cái keycap thay đổi thì sẽ dẫn đến một cái hệ quả, đó là cái cảm giác gõ nó cũng thay đổi luôn và cái tiếng nó cũng thay đổi. Cho nên là mình sẽ cho các bạn xem thử cái cảm giác gõ cũng như là cái tiếng gõ của em này nha. Sau khi hướng mic về phía chiếc bàn phím rồi, mình sẽ gõ một đoạn văn bản. Như vậy là mình đã vừa gõ xong một đoạn văn bản cho các bạn xem về phiên bản 2019. Về cái bộ keycap mới này thì khi mình lắp, mình thử trải nghiệm cả trên bản cũ và bản mới thì cái bộ keycap mới này sẽ cho cái tiếng gõ của nó sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên thì cái cảm giác gõ của nó thì rất là chắc tay và nó đầm hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử cái đoạn gõ văn bản của mình trên phiên bản 2018, tức là phiên bản trước đây, để các bạn coi cho cái cảm nhận riêng nhé. Ok, quay lại cái phiên bản mới nhất thì chúng ta sẽ vẫn có thiết kế như là phiên bản 2018, tức là khung nhựa này, không có hình con tắc kè ngay đây nữa. Và cái switch của em này thì vẫn là blue switch của thằng Huano, tức là không có thay đổi gì về switch hết. Đèn LED vẫn như vậy, vẫn RGB, vẫn rất là sáng như vậy. Và mình có để ý thì về cái hệ thống đèn LED của em này á, thì có một cái lỗi khá là khó chịu, đó là cái nút shift và nút back. Đây, đó, thì nó sẽ không trùng màu với lại cái dàn ở phía bên này, mà nó sẽ là lấy màu phía bên này. Cho nên là nhìn nó sẽ hơi lật tông một tí khi mà mình chạy RGB. Cái cả phiên bản 2018 lẫn 2019 đều vẫn có bị hiện tượng như thế. Đó, và chúng ta vẫn có 9 chế độ LED như bình thường mà thôi, không có gì nhiều. Đó, đấy, y chang như phiên bản 2018, không có gì khác hết. Về cái switch thì mình thấy cái switch của thằng này, mà thằng Funland mà cái thời mà nó dùng switch Kai thì gõ vẫn là sướng nhất. Và có cảm giác gõ rất là đầm tay. Nói chung thằng Funland này nổi tiếng lên là nhờ cái switch Kai như thế rất là nhiều. Nếu như mà các bạn muốn tìm kiếm một chiếc bàn phím mà đang sử dụng switch Kai như của thằng Funland ngày xưa thì bên mình đang có con Commodore S100. Thì các bạn có thể xem ở phía dưới phần mô tả nhé. Rồi, như vậy là mình đã đi sơ qua cho các anh em xem về phiên bản Funland 2019. Nói chung nó chả có khác gì ngoài cái bộ keycap mà thôi. Và cái bộ keycap này thì đây là một cái điểm nâng cấp cũng khá là ngon đấy. Tại vì cái bộ keycap này mình đánh giá tốt hơn cái bộ keycap cũ rất là nhiều. Nếu các bạn có muốn mua cái sản phẩm Funland M87S phiên bản 19 này thì các bạn có thể xem ở phía dưới phần mô tả nhé. Mình có để link đấy. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới phần bình luận nhé. Các bạn nhớ ấn like và subscribe kênh của mình nếu thấy video này hay.
và có thể xem thêm các cái video khác ở phía bên tay trái đây hoặc là phía bên tay phải đây về các video về gaming gear. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.